Ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến thành phố giai đoạn 2021-2023. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương là những gương sáng, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt hơn. Bởi đằng sau những gương điển hình tiên tiến, những việc làm thiết thực là cả tấm lòng yêu quê hương đất nước, trọng nghĩa trọng tình, tương thân tương ái, ý chí vươn lên, là tinh thần năng động sáng tạo góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển. Đề cập nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh luôn cần phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn các tập thể cá nhân được tuyên dương tiếp tục lan tỏa, truyền động lực thi đua sáng tạo cho cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân của thành phố. Đồng chí yêu cầu các cấp chính quyền, hệ thống chính trị tiếp tục tổ chức phát động, tạo điều kiện để phong trào thi đua yêu nước sáng tạo của thành phố ngày càng mạnh mẽ hơn, sâu rộng, hiệu quả hơn. Đồng thời mong muốn hệ thống chính trị, đồng bào tại thành phố, ngoài thành phố và ở nước ngoài tích cực tham gia đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước bằng tình yêu với thành phố, bằng việc làm cụ thể thiết thực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu các cấp chính quyền phải khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đơn giản thủ tục. Đồng thời thực hành tốt hơn công tác truyền thông để các tập thể cá nhân tiên tiến lan tỏa, trở thành động lực, những kết quả của phong trào thi đua yêu nước sáng tạo tiếp tục nhân lên, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố và trao giải thưởng cho hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến thành phố, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho 46 tập thể và 96 cá nhân điển hình tiên tiến thành phố giai đoạn 2021-2023.